Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Vicky TV và mình là Victoria. Hôm nay là ngày thứ nhất trong chuỗi ngày thử thách thay đổi đồng hồ sinh học của mình. Mình nghĩ là hôm qua mình chỉ ngủ có 6 tiếng và đi học cả ngày rất mệt như thế thì có lẽ sẽ ngủ sớm được. Và vẫn đúng như cái dự định của mình thì mình lên giường lúc 11 giờ, tắt hết mọi thiết bị di động rồi đọc sách rồi ngồi thiền rồi tìm đủ mọi cách để có thể ngủ. Thế nhưng mà vẫn không ngủ được. Thật kỳ cục. Vậy nên mình lại nằm lăn lộn cho tới hình như là cũng tầm 2 giờ gì đó mới ngủ được thì phải. Sáng nay mình dậy lúc 7 giờ, sau đó lại nằm ngủ tiếp. Lần thứ hai thức dậy là 9 rưỡi. Và bây giờ thì đang đi bộ đi học. Tại vì dậy muộn nên không kịp thời gian làm cái gì hết. Mình thích những buổi sáng mà mình dậy sớm hơn tại vì có nhiều thời gian để làm đủ mọi thứ. Thư giãn thoải mái. Như là đọc sách, viết lách, tập giãn cơ, tập yoga hay là có thời gian để ăn sáng. Rồi đi đến trường từ từ thoải mái chứ không phải vội vã như thế này. Không kịp ăn gì cả. Người không có sức. Và cảm thấy rất mệt. Mắt vẫn còn lờ đờ. Trong tình trạng sau 2 ngày thì chưa có gì biến chuyển tốt. Vì chủ yếu là cái vấn đề phải ngủ sớm. Nhưng mình vẫn chưa giải quyết được vấn đề này. Mình không muốn sử dụng những cái phương pháp bất lợi, những cái phương pháp mà tiêu cực mà trước đó mình đã sử dụng, ví dụ như là uống thuốc hay là uống rượu. Nên là mình sẽ cố gắng hết sức. Tình trạng của mình trong khoảng 1 tuần, 2 tuần trước đó chính là mình vẫn đi học bình thường, vẫn làm mọi việc bình thường. Chỉ là không có động lực, không có hứng thú làm những cái đó nữa. Mình không hoạt động YouTube, mình không làm gì cả. Mình vào buổi tối trước khi đi ngủ thì mình uống rượu để cho dễ ngủ. Như thế thì mình mới ngủ được. Mình muốn ngủ ngon, tại vì nếu mà không ngủ ngon được thì mình sẽ không làm gì hết. Thế nhưng mà nếu như cứ tiếp tục cái thói quen đó thì mình nghĩ là nó sẽ có hại cho cơ thể của mình. Và nó không chỉ cơ thể mà cả đầu óc của mình. Vậy nên bây giờ mình đang tìm những cách tích cực để có thể ngủ ngon. Nếu như các bạn có cách gì hiệu quả thì hãy để lại comment ở phía dưới gợi ý giúp mình nha. Hôm nay học nhẹ nhàng thôi. Rơi vào trầm cảm là một việc thực sự rất đáng sợ. Tại vì nó không phải là con người của mình. Mình không muốn nói chuyện với ai. Mình không muốn chia sẻ với bất cứ ai. Và trong khi ban ngày mình vẫn vui vẻ nói cười thì buổi tối lúc ngủ mình lại nằm khóc sưng mắt. Và không biết lý do là gì. Nằm cho đến lúc khóc lúc mắt sưng húp rất là lên hay mệt mỏi quá thì đi ngủ thôi. Và chuyện đó thực sự rất đáng sợ. Mình không thích con người đó. Mình thích vui vẻ nói cười, sống tích cực yêu đời. Mình muốn chiến thắng cái sự kinh khủng và cái tiêu cực bên trong con người mình bây giờ. Mình không muốn sử dụng đến rượu như là một biện pháp để chữa trị. Mình chỉ muốn dùng đến Rồi thậm chí có những hôm một ngày mình chỉ ngủ có khoảng 2-3 tiếng. Nhưng mà đến hôm sau mình vẫn không thể nào ngủ nổi. Thực sự rất kinh khủng. Mình nghĩ là chỉ những bạn nào mà đang có chung tình trạng như mình mới có thể hiểu được thôi. Còn lại chắc khó hiểu lắm. Về mấy ngày liên tục không thể ngủ được. Cho dù mình đã tìm đủ mọi cách vận động thể thao cho thần mệt hay là thức khuya rồi dậy sớm để hôm sau có thể ngủ sớm ấy, nhưng vẫn không thể nào ngủ được. Cơ thể rất mệt mỏi nhưng không ngủ được. Thế nên lúc đó mình đã dùng đến biện pháp là uống rượu cho dễ ngủ. Rồi sau khi nó đi vào được một thói quen rồi thì mình tính là mình không sử dụng đến nó nữa để có thể ngủ được. Thế nhưng mà bây giờ vẫn học xong rồi. Hôm nay đến tận 3:30 mới lại có tiết nữa cơ. Nếu như các bạn muốn biết quán cà phê Starbucks ở bên trong trường mình, khuôn viên trường mình nằm ở đâu thì các bạn hãy đi vào cái sảnh của khu vực này nè, ECC Campus, và đi vào cửa số 4. Sau đó đi dọc xuống, đi thẳng qua chỗ photocopy rồi mấy cửa hàng hoa các kiểu. Cứ đi dọc xuống các bạn sẽ thấy cái Starbucks ở đó. Cái khu vực ngồi phía bên cạnh cửa sổ rất đẹp. Nhưng mà đa số là sẽ rất khó tìm ghế. Lúc nào cũng full, lúc nào cũng đầy người. Các bạn có thể đi vào trong được chứ không phải là bị cấm đâu.
cửa số 3, cửa số 4 các bạn có thể đi vào được tham quan. Còn đi các cửa bên trên thì không, tại vì đó là khu vực học. Quán hoa bên trong trường mình này xinh điên cuồng luôn. Dễ thương quá à. Đố các bạn biết đây là hoa gì? Nếu như các bạn là fan của phim Hàn Quốc thì các bạn sẽ đoán ra được hoa này đúng không? Và tên tiếng Hàn của nó là mộc hoa cột. Ta ta. Đó, các bạn đi vào cửa số 4 sẽ đi qua cái khu vực này, đi thẳng xuống sẽ đi qua khu vực này. Thì đi thẳng tí tắp xuống sẽ thấy Starbucks ở ngay bên kia. Chỗ này là khu vực quán ăn. Nhưng mà quán này ăn mắc bỏ xứ ra. Xét này, tận 20.000. Đấy, mì tương đen này. Rồi là mì hải sản này. Mì tương đen thì cũng bình thường 6.000. Rồi mấy nghìn luôn. Cơm suất mà đắt lòi mắt. Và đi qua đây là thang máy để đi lên tầng 1. Rồi ngay trước mặt bạn các bạn sẽ là Starbucks. Các bạn có thể đi vào thoải mái. Tiếp hình. Tại vì sắp sinh nhật mình nên là mình được nhận cái phiếu đồ uống miễn phí của Starbucks. Đó là những cái mà các bạn được nhận khi các bạn đăng ký làm thẻ thành viên. Những cái lợi ích. Ngày sinh nhật nè, sẽ được tặng quà nè. Rồi ví dụ như tích điểm thì cũng khi đủ điểm cũng sẽ được tặng nè. Đấy. Có anh nào ở đây thì có phải đóng được phim Hàn Quốc không? Đây chính là món ăn cực khoái của mình vào mùa đông ở Hàn Quốc. Kunkokuma chính là khoai lang nướng. Ngon tuyệt vời luôn ấy. Các bạn có thể tìm mua ở các tiệm tiện lợi nè, hoặc là nó cũng có bán ở ngoài đường nữa. Nhìn nè. Ngàn won, nhưng mà đang có chương trình khuyến mại được tặng thêm một cái đồ uống 1.200 won nữa. Nghĩa là 3.200 won nhưng mình chỉ phải trả 2.000 won thôi. Ngon tuyệt. Thịt bò xào với nấm và rau hẹ, kim chi.
cá hồi. Ta-da! Vừa ăn vừa tranh thủ xem chương trình giải trí. Mấy em đã thấy anh nói chuyện về việc học ở trường nhé. Mai thi xong phải nói đấy.